mừng quý vị đến với kênh tin tức mới Chúc quý vị có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video trên kênh tin tức mới của chúng tôi Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh tại đây để có thể nhận những tin tức mới nhất và hấp dẫn nhất nhé Ngay sau đây xin mời quý vị đến với tin tức sâu Việt mới nhất trong ngày Trò trị bức ảnh cưới của Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm khiến cho fans phát sốt Thưa quý vị, fan đứng ngồi công yên trước khoảnh khắc đám cưới của cặp đôi vàng trong show biết Việt, Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng từng nhiều lần ấp mở về chuyện tình cảm với Mỹ Tâm, anh thường xuyên gọi họa mi tóc nâu là người tình không bao giờ cưới. Thế nhưng mới đây, cộng đồng mạng lại được fan phát sốt khi tấm ảnh hai giọng ca đình đám này bất ngờ về chung một nhà được chia sẻ trầm trộ trên mạng xã hội. Theo đó, đám cưới của ông Hoàng Nhạc Việt và họa Mi Tóc Nâu có sự tham dự của dàn khách mời nổi tiếng. Tuy nhiên, sự thật về nguồn gốc của bức ảnh lại khiến cho fan của cặp đôi tiếc nuối vì đây chỉ là một sản phẩm được Photoshop và cũng đã từng được lan truyền trước đó. Dù không phải là thật, nhưng người hâm mộ cặp đôi vẫn vô cùng thích thú với khoảnh khắc này. Nhưng người bày tỏ niềm ao ước cặp đôi vàng của showbiz Việt sẽ có một đám cưới thật. Trước đó, Mỹ Tâm từng vướng nghi vấn hẹn hò với Đàm Vĩnh Hưng khi nam ca sĩ quan tâm chăm sóc cô khá chu đáo tỉ mỉ. Biết Đàm cũng nhiều lần công khai thể hiện tình cảm với Mỹ Tâm thông qua những lần trả lời phỏng vấn hoặc khi biểu diễn chung. Những câu nói như, với Mỹ Tâm tôi yêu thương thật lòng, anh yêu em và chờ em rất lâu rồi Mỹ Tâm đã được nam ca sĩ bày tỏ công khai nhiều lần. Đã được nam ca sĩ bày tỏ công khai nhiều lần. Đàm Vĩnh Hưng cũng khiến cho fan phát sốt khi kể về chuyện từng theo đuổi Mỹ Tâm khoảng 10 năm trước. Nào là phải mua bó hoa hồng đúng lại nữa ca sĩ, anh thì không yêu thích, để tặng cô sau mỗi đêm đi diễn phải đặt loại táo nhỏ chua chua ngoài Hà Nội mà cô rất thích để chiều lòng người đẹp. Thậm chí mỗi lần sang Mỹ đều ghé thăm ba má họa bị tóc nâu. Vào năm 2006, nam ca sĩ thậm chí còn khẳng định chỉ kết hôn nếu cô dâu là Mỹ Tâm. Tuy nhiên, ở đội tuổi U50, Đàm Vĩnh Hưng vẫn phòng không khiến cho fan không khỏi tò mò chuyện đời tư. Còn Mỹ Tâm vẫn chưa tiết lộ về ý định lập gia đình. Hiện nay cả hai vẫn chỉ là những đồng nghiệp thân thiết, sát cánh cùng nhau trong cuộc sống và công việc. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ hành trình từ chàng trai cắt tóc đến ông Hoàng Nhạc Việt uy quyền. Quý vị thính giả thân mến, gần 20 năm bước chân vào con đường ca hát, kinh qua tất cả những cung bậc cảm xúc thăng trầm của nghề nghiệp, tận hưởng dư vị ngọt ngào của đỉnh cao danh vọng, ném trải cả thành công và không ít sóng gió. Dẫu là ở thời điểm nào đi nữa, Mr. Đàm vẫn là một cái tên chưa bao giờ hết hot trong thị trường âm nhạc Việt Nam. Ông Hoàng Nhạc Việt là một mỹ từ mà nhiều người bây giờ nói về Đàm Vĩnh Hưng. Thế nhưng hơn 20 năm về trước, ông Hoàng ấy xuất thân rất bình thường từ một anh thợ cắt tóc nuôi trong mình niềm đam mê ca hát. Đàm Vĩnh Hưng quê gốc ở Điện Bàn, Quảng Nam. Khi Đàm Vĩnh Hưng còn bé, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà gia đình anh liên tục gặp vận hạn, khiến nhà cửa đất đai phải bán hết trừ nợ. Của cải trong nhà cứ lường lượt đội nón ra đi. Tình thế khiến ba mẹ con Đàm Vĩnh Hưng lâm vào cảnh ly tán, không được ở với mẹ, anh và em gái về với ông bà ngoại. Đàm Vĩnh Hưng nói trong một lần tâm sự với báo giới, ông bà thương anh em tôi lắm, để các cháu kiếm sống được, ông bà cho hai đứa tự chọn nghề để học, sau đấy sẽ ra làm ăn tự bảo ban nuôi sống nhau. Trước đó tôi cũng có đi hát đám cưới ở nơi này nơi khác, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ hát sẽ là nghề để nuôi tôi sống chính bản thân và gia đình. Tôi quyết định chọn nghề tóc còn em gái chọn nghề may. Không đam mê thì chẳng có chuyện đàm vĩnh hưng. Vừa đi hớt tóc vừa xin hát cho các chương trình ca nhạc với cách xe chỉ vài chục ngàn cho cả chục bài. Đi hát từ năm 1996. Đàm Vĩnh Hưng tìm cách tham gia sinh hoạt, tìm kiếm cơ hội tại các câu lạc bộ âm nhạc, trung tâm văn hóa. Anh tự học đàn, ký sướng âm, phong cách biểu diễn và kiên trì đi thi tiếng hát truyền hình đến 8 lần. Cứ thi là rớt nhưng rồi, năm sau vẫn đi thi tiếp. Tính lì này của Đàm Vĩnh Hưng duy trì mãi đến tận ngày nay khi anh đã đạt trên đỉnh cao sự nghiệp. Đến năm 1998 với vốn liếng nho nhỏ là giải thư tại cuộc thi tiếng hát truyền hình, Đàm Vĩnh Hưng chính thức gác kéo để cầm mít ở tuổi 27. Anh vẫn lang thang qua các sân khấu lớn ở Sài Gòn. Phần nhiều là hát lót, thường phải chờ ca sĩ ngôi sao hát xong rồi mới tới phiên mình. Thế rồi Hưng được giúp đỡ ra CD nhạc tình ơi xin ngủ yên và bình minh sẽ mang em đi là hai bản nhạc ngoại lời việt giúp đàm vĩnh hưng đến với đông đảo khán giả giúp anh đổi đời từ nhà ra ngõ từ quán cà phê đến quán nhậu đạt đàm vĩnh hưng len lỏi vào tay khán giả khắp mọi nơi giúp anh tự tin và nhảy vọt trong làng ca hát bấy giờ vốn đang xếp chỗ cao nhất cho làm trường đang trường quang linh Giọng ca trầm khang và kiểu cằn chữ khi hát đặc trưng Đàm Vĩnh Hưng được biết đến. Không chỉ vậy, Đàm Vĩnh Hưng còn gây sốc với những trang phục lập dị từ quần sen đến áo lưới hay cả trùm khăn như tấm mờ lên sàn diễn. Bây giờ với Hưng là độc đáo, với khán giả là khó coi và đó là không ít phản ứng, không ít anti fan người phản đối nhưng không có hề gì. Đàm Vĩnh Hưng vẫn chọn một lối đi không giống ai cái từ khi anh mới nổi tiếng một phần do tính lị trong máu phần khác do niềm đam mê ca hát cháy bỏng khó ai phủ nhận được của đàm vĩnh hưng đàm vĩnh hưng luôn lên sân khấu với một phong cách hết mình một lực nội tại mạnh mẽ và một giọng hát sung mãn chiều lòng khán giả những năm 2000 có thể xem là dấu son trong sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng với hàng loạt những bài hát được yêu thích và nhiều giải thưởng âm nhạc ghi nhận quá trình làm nghề của anh, đặc biệt là làng Sống xanh hay về sau là mây vàng. Về sau này, anh đã xin từ chối tham gia tranh giải để cho các nghệ sĩ khác có cơ hội. Ngoài nhạc trẻ, Đàm Vĩnh Hưng không ngại thử sức mình với nhạc tiên chiến, nhạc vàng và được xem là một trong những người có công khơi lại dòng nhạc bolero, đầy xúc cảm bằng một chuỗi những đĩa nhạc và live show dài hơi không chỉ được mệnh danh là ông hoàng nhạc Việt, trải qua nhiều năm hoạt động trong giới showbiz Việt, có thể thấy ở thời điểm hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng đang có trong tay tất cả mọi thứ, cả tiếng tâm, uy quyền trong giới showbiz và hơn hết là khối tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Đầu năm 2010, Mr. Đàm khiến dư luận một phen xôn xao khi que trên báo chí rằng đã ký hợp đồng mua một số căn hộ cao cấp tại khu đô thị tiện ích, trong đó căn hộ khoảng 5 triệu đô la Mỹ với thiết kế đặc biệt sang trọng đã chính thức thuộc quyền sở hữu của Mr. Đàm với thông báo rằng đã mua một số căn hộ cao cấp từ năm 2010. Năm 2012 không có gì ngạc nhiên khi Mr. Đàm chính thức giới thiệu thêm căn biệt thự màu trắng đẹp lung linh. Trong đó đặc biệt có chiếc đèn chùm hình chữ H, có 102 do anh đặt riêng từ một hãng đèn trang trí nổi tiếng. Trước đây Mr. Đàm không có sở thích chơi xe, anh khá trung thành với chiếc Lexus RX350-2011 có giá vào khoảng 2,5 tỷ đồng. Xe có những thiết bị rất hiện đại và nội thất làm hoàn toàn từ da bất ngờ vì Mỹ Tâm tiết lộ lý do thích Đàm Vĩnh Hưng. Quý vị thính giả thân mến, chiều ngày 22 tháng 6, buổi họp báo ra mắt chương trình giọng ca bất bại được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong sự kiện này có sự góp mặt của giám khảo Mỹ Tâm. Ngoài những câu hỏi xung quanh về chương trình, Mỹ Tâm cũng nhận được một số câu hỏi liên quan đến việc ngồi chung ghế nóng với Đàm Vĩnh Hưng. Mỹ Tâm cho biết cô không thấy áp lực nhiều khi cả hai cùng ngồi chung ghế giám khảo. Mỹ Tâm nói, tôi thấy anh ấy hơi chiều tôi quá, Tôi và anh Hưng rất đồng quan điểm và có những cái anh ấy không đồng quan điểm thì tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ giấu trong lòng không nói ra. Bên cạnh đó nữ ca sĩ cũng tiết lộ chuyện Đàm Vĩnh Hưng thích cô là thật. Mỹ Tâm hài hước nói, anh Hưng thích tôi thật đấy, tôi thì cũng thích anh ấy, cái kiểu thích của tôi khác anh ấy chút, tôi thích anh Hưng vì nhiều khi anh ấy thích tôi quá. Ngoài ra Mỹ Tâm cũng thẳng thắn nêu quan điểm của mình khi tham gia chương trình. Nữ ca sĩ khẳng định những chương trình cô tham gia sẽ không có gian lận. Nếu tôi thấy có sự gian lận hay bất kỳ người nào trong ekip nghĩ đến chuyện tạo scandal hay cố tình làm chuyện đó thì tôi sẽ đấu tranh đến cùng. Bởi vì Tâm đang ngồi đó, Tâm phải giữ được sự công bằng cho tất cả mọi người tham gia. Mỹ Tâm nói, đứng trên cương vị của một giám khảo cùng với anh Hưng và các giám khảo khách mời, Tâm xin khẳng định tham gia vào chương trình này, tôi chắc chắn sẽ không tâm nhất và bảo vệ đến cùng những thí sinh nào mà cảm thấy họ xứng đáng nhất và ban tổ chức hay bất cứ ai cũng không có khả năng cản trở điều đó ở tâm được. Trong thời gian qua, ca sĩ Đức Phúc đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận khi đảm nhận vai trò giám khảo trong chương trình dự án số 1. Chia sẻ về vấn đề này, Mỹ Tâm cho biết cô cũng khá bất ngờ khi biết tin học trò của mình ngồi ghế giám khảo. Mỹ Tâm cho rằng việc Đức Phúc chấp nhận tham gia chương trình cũng đồng nghĩa với việc nam ca sĩ phải chịu được áp lực từ dư luận. Tuy nhiên, cô không đồng tin với việc thí sinh chơi Đức Phúc vì thí sinh mà chơi giám khảo thì đừng có đi thi bước vào cuộc thi thì phải chấp nhận cuộc chơi. Ngũ Hà nữ đùa nữ thật tiết lộ về đám cưới của Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng chơi chung trong nhóm bạn bao gồm những ngôi sao nhạc nhẹ được yêu thích nhất từ thời làng sống xanh những năm 2000 như Thanh Thảo, Hồng Ngọc, Quang Dũng, thân thiết trên dưới 20 năm. Đến nay, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng vẫn là đôi bạn quyền lực trong VBIS, đẹp đôi trên sân khấu và luôn gắn bó giúp đỡ đối phương trong cuộc sống và sự nghiệp của mình. Chính vì vậy mới đây người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi Vũ Hà nửa đồ nửa thật tiết lộ về đám cưới của Mr. Đàm và Mỹ Tâm. Cụ thể với một bài đăng ghép ảnh hai ngôi sao kỳ cựu của Vbiz trong trang phục cô dâu chú rể, Thanh Thảo hào hứng bình luận qua tấm hình này nếu họ thành đôi cũng nhìn rất đẹp. Và ngồi Thanh Thảo Vũ Hà gây sốt khi thông báo sắp luôn rồi em ơi ở đó mà nếu. Ngay sau khi chia sẻ, tiết lộ của Vũ Hà lập tức khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng bởi ông Hoàng Nhật Việt từng chia sẻ mối tình giữa anh và họa mi tóc nâu đã chấm dứt hơn 10 năm trước. Anh nói, cuộc tình của tôi và Mỹ Tâm đã dừng lại cách đây hơn 10 năm. Đó là quyết định của Mỹ Tâm, tôi cũng tôn trọng cô ấy nên đã chấp nhận. Thời điểm đó, Mỹ Tâm đã bỏ sang Hàn Quốc một thời gian để chúng tôi không còn liên quan với nhau nữa. Nhưng sau khi tình yêu kết thúc giữa chúng tôi vẫn còn sự yêu mến và quý trọng lẫn nhau. Nhiều fan cho rằng Vũ Hà chỉ đùa vui, bên cạnh đó cũng có người tò mò về câu hỏi bỏ ngỏ của nam ca sĩ, phán đoán sự kiện về mỹ tâm Mr. Dam sắp xảy ra như lời anh chia sẻ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu thấy hay thì mọi người hãy like, share cho video và đừng quên để lại bình luận của mình ở bên dưới nhé. Hãy bấm nút đăng ký kênh của chúng tôi để có thể đón nhận những video mới nhất và cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.